nào xách đũa em đi. Nào đẩy em đi. Chín gì? Thôi vứt cái này đi. Vứt đi. Rồi. Dín, dín, dín cả. Sắp đâm vào cột rồi. Xoay đầu. Yeah, giỏi chưa? Sao giỏi chưa? Quay đầu. Lấy ra, đừng có cho nó tắm. Này đi, chào ông chưa? Chào ông chưa? Đừng sợ mặt em sợ đấy, sao ạ?